Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Nga thừa nhận các chuyên gia quân sự của nước này đang hiện diện tại Syria. Đây là lần đầu tiên Nga chính thức lên tiếng xác nhận việc này sau nhiều tuần xuất hiện tin đồn về khả năng Moscow đang tăng cường hiện diện quân sự ở quốc gia Trung Đông này. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga cho biết các chuyên gia quân sự của họ chỉ hỗ trợ việc chuyển giao vũ khí cho Syria phục vụ chiến dịch chống khủng bố. Phát ngôn viên này cũng khẳng định Nga chưa từng che giấu việc hợp tác quân sự và kỹ thuật với Syria. Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã trao đổi về cuộc xung đột ở Syria. Đây là cuộc điện đàm thứ hai giữa hai người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ-Nga chỉ trong vòng 4 ngày qua.